Tôi cho rằng căn cứ mà tờ trình đưa ra chưa thực sự thuyết phục. Trong cái tờ trình thì có viện dẫn một số cái nghị quyết của Đại hội Đảng và nghị quyết Trung ương 3. Thế nhưng mà nên hiểu thế nào cho nó đúng? Bởi vì nghị quyết Trung ương 3 thì có quy định việc tổ chức bộ phận chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng ở các cấp, các ngành thì thực hiện theo quy định của chính phủ. Như vậy ấy, tôi hiểu rằng ấy, là chính phủ thì sẽ có thẩm quyền thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh và thậm chí có thể ủy quyền cho cấp tỉnh để thành lập cái ban chỉ đạo ở cấp huyện, cấp xã, v.v. Thế thì như vậy ấy, là khoản 1 điều 73 quy định có cái tính nguyên tắc như vậy, theo tôi ấy, là đã đầy đủ mà không cần phải sửa đổi bổ sung. Mặt khác, tại cái thông báo số 60 của Ban Bí thư Trung ương Đảng có giao cho chính phủ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh. Như vậy, về vấn đề này thì chỉ cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là đủ. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể cho ý kiến về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh. Và nếu có thì có thể sửa đổi ở cái điều 75 của luật phòng chống tham nhũng, có nghĩa là giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh. Nói tóm lại thì tôi đề nghị là giữ nguyên điều 73 của luật phòng chống tham nhũng hiện hành mà không cần phải sửa đổi bổ sung thêm. Đó là ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai là về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng chuyên trách ở các cấp, các ngành thì tôi cho rằng là cần thiết, mà trước mắt thì có thể thành lập ở cấp tỉnh. Có như vậy thì luật phòng chống tham nhũng mới thực sự đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, ban chỉ đạo được thành lập một cách để mà các ban chỉ đạo được thành lập một cách đồng bộ ở tất cả các cái tỉnh và thực sự được phát huy được cái hiệu quả của nó khi đi vào hoạt động thì cần phải có một cái lộ trình và cái bước đi sao cho phù hợp. Trong cái tờ trình có nói hiện nay có 22 tỉnh là đã thành lập cái ban chỉ đạo này rồi, thì chúng tôi cũng đề nghị là cần phải có cái tổng kết đánh giá lại xem là cái hoạt động của các cái ban chỉ đạo này như thế nào, xem cái bộ phận chuyên trách cụ thể cần bao nhiêu người là đủ, thì cơ cấu thành phần trong ban chỉ đạo như thế nào. Bởi vì khi ra đời một tổ chức thì những cái vấn đề về biên chế, về phương tiện hoạt động, về trụ sở làm việc, về kinh phí hoạt động, v.v. nếu không được tính toán cho kỹ thì sẽ gây tốn kém và thậm chí sẽ lãng phí. Mặt khác ấy, là cái tên gọi của cái cơ quan Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh nên như thế nào cho phù hợp, là Cục Phòng chống tham nhũng hay là Chi Cục Phòng chống tham nhũng, v.v. mà không gọi là ban chỉ đạo. Vì cái từ ban chỉ đạo hiện nay ở cơ sở thì có rất nhiều ban chỉ đạo. Một đồng chí chủ tịch ủy ban có thể kiêm nhiệm rất nhiều ban chỉ đạo, cả chục, hơn chục ban chỉ đạo. Do vậy nếu để cái từ ban chỉ đạo sẽ nhầm lẫn với nhiều cái ban chỉ đạo khác. Đành rằng chúng ta quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nó rồi, nhưng mà cái từ ban chỉ đạo cũng phải tính toán làm sao cho thật kỹ lưỡng. Đó là những vấn đề tôi, hai vấn đề tôi xin tham gia ý kiến như vậy. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Phạm Thị Loan, đoàn thành phố Hà Nội phát biểu. Kính thưa Quốc hội, việc phòng và chống tham nhũng là những vấn đề mang tính quốc tế và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời kỳ này khi đất nước ta gia nhập nền kinh tế thế giới. Đây là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân ta. Do vậy, việc chỉ đạo phòng chống tham nhũng là việc vô cùng quan trọng và cấp thiết. Tôi cơ bản đồng tình với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng, cụ thể là điều 73 và điều 74.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn một số băn khoăn xin được trình bày như sau. Tôi xin được trình bày hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về quy định đối với trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương và cấp tỉnh. Hiện nay, theo luật định và trong thực tế, thì Thủ tướng Chính phủ đang là trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương và dự thảo đang đưa ra dự kiến quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở địa phương. Như vậy, theo thực tiễn thì tương đối hợp lý. Tuy nhiên, nếu để như hiện nay thì sẽ dẫn đến tình trạng là Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành sẽ phải mang nhiều trọng trách cùng một lúc, mà lại mang tính vừa làm huấn luyện viên, vừa làm cầu thủ, sẽ dẫn đến hiệu quả hạn chế mang tính nội bộ. Tôi kiến nghị Quốc hội xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng độc lập từ Trung ương đến địa phương, không trực thuộc Chính phủ mà do Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo theo hệ thống Đảng. Nếu như vậy thì chúng ta cần phải sửa lại một số điều luật của luật phòng chống tham nhũng. Vấn đề thứ hai là về công tác soạn thảo và sửa đổi một số điều luật. Theo tờ trình và báo cáo thẩm tra thì chỉ đề nghị sửa đổi điều 73 và điều 74. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu tổng thể luật phòng chống tham nhũng, tôi băn khoăn và đề nghị xem xét sâu rộng hơn để sửa đổi một số điều luật khác nữa của luật phòng chống tham nhũng. Ví dụ, nếu thay đổi điều 73 và 74, vậy điều 75, 76, 77, 78, 79 và các điều khác có cần phải bổ sung hay không? Vì điều 75 quy định đơn vị chuyên trách chống tham nhũng khi chỉ có Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương. Vậy Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng địa phương có bộ phận chuyên trách hay không? Và các thành phần giám sát khác ở địa phương thì sao? Mặt khác, phải xác định nguyên nhân và cơ chế chính sách phòng ngừa tham nhũng là rất quan trọng. Chúng ta đều biết nguyên nhân và điều kiện dẫn đến tham nhũng là rất nhiều, trong đó có một số nguyên nhân như sau. Ví dụ như hành chính cồng kềnh, không phân rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, công tác quản lý kiểm soát chưa chặt chẽ, sở hữu nhà nước, phương thức thanh toán, kiểm soát sử dụng tiền mặt, thực hiện luật đất đai chưa triệt để, công tác mua sắm các dự án vốn nhà nước, thu nhập chính thống chưa thỏa đáng, vân vân. Những vấn đề trên sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tham nhũng. Cần xác định nguyên nhân để đưa ra các điều luật để điều tiết phòng ngừa. Trong mục 6 của luật phòng chống tham nhũng đã ghi điều 56, 57 và 58 đã quy định một số điều luật để ngăn ngừa. Tuy nhiên, theo tôi thấy thì vẫn chưa đủ. Tôi đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung thêm một số điều vào mục 6 này liên quan đến 3 vấn đề sau. Một là chương trình kế hoạch cổ phần hóa, xã hội hóa, chuyển đổi sở hữu của một số ngành theo chủ trương định hướng cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với hội nhập, giảm điều kiện tham nhũng. Hai, tăng cường kiểm soát áp dụng luật đất đai, chuyển quyền sử dụng đất, nhà đất và quản lý tài sản công. Ba, cải cách chế độ tiền lương, đảm bảo thu nhập chính thống phù hợp để người lao động yên tâm công tác. Kính đề nghị Quốc hội cho rà soát tổng thể lại luật phòng chống tham nhũng và bổ sung sửa đổi cùng một lượt, tránh sửa đổi nhiều lần. Kính thưa Quốc hội, nếu lần này chúng ta chưa kịp chuẩn bị thì đề nghị Quốc hội cho thời gian chuẩn bị thêm và sẽ thông qua vào kỳ sau, không nhất thiết phải thông qua mang tính giải quyết tình thế. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Hồ Trọng Ngũ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa Quốc hội, trước hết tôi xin được bày tỏ sự
về việc sự cần thiết phải sửa đổi luật sửa đổi bổ sung luật phòng chống tham nhũng và nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp. Chúng tôi một lần nữa thể hiện sự trân trọng, sự đồng tình ủng hộ và nhất trí cao với những quan điểm, tư tưởng và quyết tâm to lớn của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc đấu tranh này. Trên tinh thần đó, tôi xin có một số ý kiến tham gia như sau. Thứ nhất, vì tham nhũng là một hiện tượng tiêu cực xã hội đặc biệt, nên ta cũng cần có một cách tiếp cận đặc biệt. Nó khác hơn với các cái hiện tượng xã hội khác khi xem xét, nghiên cứu các cái giải pháp khắc phục hiện tượng này. Tôi mạo muội ví rằng tham nhũng như cây tầm cười và những loại nấm độc, nó chỉ sống bám một cách phổ biến trên các thiết chế quyền lực, hành pháp và tư pháp. Muốn đấu tranh với nó có hiệu quả thì cần thiết phải tạo ra một cơ chế có sự bảo đảm hai điều kiện rất quan trọng, đó là nhân dân giám sát được quyền lực và hạn chế tối đa sự ảnh hưởng, sự can thiệp của bộ máy hành chính nhà nước đối với những người thực hiện các chức năng tư pháp. Vì thế, khi xây dựng hệ thống phòng chống tham nhũng, cần khắc phục cái tư duy sắp xếp một cách theo thứ bậc, theo hệ thống phổ biến như các cái lĩnh vực khác. Và không nhất thiết phải tổ chức hệ thống đấu tranh chống tham nhũng, trong đó có Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, cứ phải gắn liền cứng nhắc theo thứ bậc, theo hệ thống quản lý hành chính nhà nước ở tất cả các cấp. Và nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 cũng đã nói là chúng ta thành lập cái bộ máy như thế ở các cấp, chứ không nói ở tất cả các cấp. Đây là ý kiến thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm chỉ đạo của Đảng về sự cần thiết phải có một bộ máy đủ mạnh, thực quyền và hoạt động có hiệu quả. Vì thế, để bộ máy đủ mạnh thì theo tôi bộ máy đó phải bảo đảm đại diện cho quyền lực tối cao, quyền lực của nhân dân, bảo đảm để nhân dân giám sát, kiểm soát được, sử dụng được quyền lực của mình. Và điều này không thể chỉ dừng lại ở tuyên ngôn, mà điều này được thể hiện ngay trong luật pháp. Cơ quan quyền lực, cơ quan đại diện của nhân dân ở trên thì Quốc hội và dưới là Hội đồng Nhân dân, thì đấy là những cơ quan mà thực tế là đại diện cho quyền lực của nhân dân, phải có vai trò, có vị trí nhất định trong cái bộ máy này. Bộ máy đó được tổ chức theo phương thức đặc biệt, theo tôi là phải trung ương tập quyền, bảo đảm để người đứng đầu thực quyền quyết định được một cách mạnh mẽ những vấn đề đấu tranh chống tham nhũng và hạn chế tối đa sự phân tán, sự tản quyền trong việc chỉ đạo đấu tranh chống tham nhũng. Mà có như vậy, tức là bộ máy đó không phân tán thì chúng ta mới kiểm soát được và có hiệu quả được. Vì thế, đề nghị Quốc hội tính toán cho cơ chế hệ thống phòng chống tham nhũng phải thực sự loại trừ ngay những nguyên chân, những điều kiện mà bản thân nó sinh ra tham nhũng trong hệ thống, sao cho hệ thống đó không bị chính những nguyên nhân và những cái điều kiện tham nhũng chi phối. Trong đó, nguyên nhân căn bản nhất, theo tôi nghĩ, vẫn là quyền lực không được kiểm soát và giám sát đầy đủ. Thứ ba, trên tư duy đó, tôi nghĩ là cần có một cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập. Tôi ủng hộ ý kiến của đại biểu vừa phát biểu. Với tất cả những điều kiện thực tế của Việt Nam và xuất phát từ đặc thù của hệ thống chính trị Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn nhất trí rằng người đứng đầu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương có thể và cần thiết là Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ của chúng ta không chỉ là người đứng đầu hệ thống hành pháp, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, mà Thủ tướng Chính phủ của chúng ta tự trung nhiều vai trò quan trọng quyết định trong hệ thống quyền lực tối cao, trong đó và là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, người đứng đầu cơ quan chấp hành của Quốc hội. Và tôi xin nhấn mạnh cái vai trò là người đứng đầu cơ quan chấp hành của Quốc hội, rồi là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Đặc biệt là với cái tư cách là người đứng đầu cơ quan chấp hành của Quốc hội, thì nếu đứng đầu cái hệ thống phòng chống tham nhũng thì chúng ta cũng không bị ảnh hưởng, nói là cái ảnh hưởng của hệ thống hành pháp. Thủ tướng được toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa, tôi nghĩ là đã có sự bảo đảm quan trọng của nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Thường vụ Bộ Chính trị, có sự giám sát tối cao của Quốc hội. Do vậy mà hoàn toàn có đủ điều kiện khách quan để Quốc hội tin tưởng rằng Thủ tướng là người đứng đầu Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng và để bộ máy đó đủ mạnh và thực quyền. Vấn đề thứ tư đặt ra là làm sao để hệ thống đó thực sự có hiệu quả. Theo tôi thì không nên để Ban chỉ đạo
phòng chống tham nhũng nằm dưới, nằm trọn trong hệ thống quản lý hành chính nhà nước hay hệ thống tư pháp xét xử. Chỉ cần có cái bộ máy đến cấp tỉnh, thành phố là đủ, chứ không cần đến các bộ ngành và ở các cái quận huyện cũng như là phường xã. Cần có một cơ chế kiểm soát, một cơ chế mà ở đó hội đồng nhân dân ở các tỉnh thành phố phải đứng ở cái vị trí quyết định. Và tôi chia sẻ băn khoăn với nhiều đại biểu về sự hạn chế thực quyền hiện nay của hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, kính thưa các đại biểu Quốc hội, lý do mà hội đồng nhân dân chưa thực quyền là do chúng ta chưa thực sự thực hiện những yêu cầu, những quy định của hiến pháp, và chúng ta chưa thực sự chú tâm làm cho hội đồng nhân dân thực hiện đúng vai trò mà hiến pháp quy định. Tôi nghĩ với đường lối đổi mới, sự đổi mới mạnh mẽ của bộ máy nhà nước theo tinh thần xây dựng nhà nước pháp quyền, một khi hội đồng nhân dân được tăng cường các hoạt động và hiệu quả giám sát, một khi hội đồng nhân dân đứng ở vị trí là cơ quan chỉ đạo phòng chống tham nhũng, và khi được đảng thực sự quan tâm chỉ đạo thì hội đồng nhân dân sẽ thực hiện đầy đủ cái vai trò của mình và sẽ có thực quyền và mạnh mẽ. Đằng sau hội đồng nhân dân là còn có lực lượng nhân dân to lớn. Tôi nghĩ là điều đó hoàn toàn bảo đảm để hội đồng nhân dân tỉnh thành phố làm được cái vai trò trong ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Bởi vì theo tôi thì hội đồng nhân dân là một cái thiết chế quyền lực mà ít bị thao túng, ít bị ảnh hưởng của các yếu tố nguyên nhân điều kiện tham nhũng, đồng thời là cái thiết chế dân chủ có cái sự bảo đảm quyền lực bởi quyền lực nhân dân. Ý kiến thứ năm là không nên thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở tất cả các bộ ngành và đến các quận huyện phường xã. Bởi vì theo tôi là có một cái thực tế là việc xây dựng hệ thống cơ quan nhà nước thì phụ thuộc vào nhiều cái tính chất, cái đặc điểm khác nhau. Và trên thực tế thì không phải là cơ quan nào cũng có hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Ví dụ như là tòa án chúng ta chẳng hạn thì không có ở cấp xã phường. Và cơ quan điều tra chẳng hạn thì cũng không nhất thiết phải tổ chức đến các cái theo chính quyền 4 cấp. Như vậy là như vậy thì bộ máy phòng chống tham nhũng không nhất thiết là phải ở trong tất cả các bộ ngành và các cái 4 cấp của chính quyền. Và chúng tôi cũng thấy rằng là kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu, các công trình nghiên cứu người ta đã nói, đã khẳng định là tham nhũng bao giờ cũng gắn với cái hệ thống kiểm soát quyền lực phức tạp. Nếu mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống phức tạp rắc rối thì sẽ rất khó kiểm soát được. Và tham nhũng thì thường xuyên gắn với cái sự không minh bạch, cái khó kiểm soát đó. Thứ hai là bộ máy phòng chống tham nhũng thì cũng như tổng kết của nhiều nhà nghiên cứu, đấy là thông thường thì nó có cái tính như là con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì ngược lại nó có thể là làm cho tham nhũng phức tạp thêm. Thậm chí là chúng tôi cũng có một cái sự lo ngại nào đấy. Nếu như hệ thống phòng chống tham nhũng ở dưới các địa phương mà phức tạp thì rất dễ chúng ta tạo ra một cái ao chuông để cho những cái con ốc, con ếch, các loại rêu nó bám vào đấy. Và như vậy thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ phức tạp hơn, khó khăn hơn. Chính vì vậy, cho nên kính trình Quốc hội, thứ nhất là đề nghị thông qua cái dự thảo luật theo như tờ trình của chính phủ, đồng thời là nên tổ chức một bộ máy độc lập mà không cần ở các bộ ngành, chỉ cần đến là tỉnh, thành phố. Đồng thời, yếu tố thứ ba là sửa lại cái Ủy ban Nhân dân thành cái Hội đồng Nhân dân. Xin cảm ơn Quốc hội và xin hết ý kiến. Xin cảm ơn đại biểu. Nhưng mà cũng xin thưa với các vị đại biểu Quốc hội thế này, trong cái ngày 31 tháng 7 năm 2007 vừa rồi đấy, Quốc hội chúng ta đã biểu quyết thông qua cái việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2007. Thì trong đó đấy, chính phủ có trình với Quốc hội là cho phép sửa đổi cái điều 73 và điều 74 của cái luật phòng chống tham nhũng. Cho nên ấy, đề nghị với các vị đại biểu Quốc hội là góp ý thảo luận trực tiếp vào hai cái điều đó thôi. Chứ còn bây giờ ấy, Quốc hội đã biểu quyết thông qua cái phạm vi của cái dự án luật này rồi. Và cũng xin mời các đại biểu là phát biểu ngắn, gọn và đi vào những cái vấn đề mà các đại biểu khác chưa phát biểu. Xin mời các vị đại biểu phát biểu tiếp. Mời đại biểu Nguyễn Đình Xuân, đoàn tỉnh Tây Ninh. Kính thưa Quốc hội, tôi xin được góp trực tiếp vào điều thứ 73 và 74 như đồng chí chủ tọa kỳ họp vừa nói. Thứ nhất là ở cái điều 73, khi mà bàn về cái việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh
thì Quốc hội khóa 11 cũng đã thảo luận rất kỹ vấn đề này. Nhưng mà vì là còn rất nhiều ý kiến khác nhau và rất nhiều băn khoăn, cho nên Quốc hội khóa 11 đã không thông qua cái nội dung này. Cụ thể đó là những vấn đề gì? Khi mà trước đây chúng ta đã có một cái nghị định số 240 của Chính phủ vào những năm 90 để thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này khắp các ngành các cấp. Tuy nhiên điều này đã không đem lại hiệu quả như mong muốn. Thứ hai, nếu mà lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh như một số tỉnh làm hiện nay, tức là ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là trưởng ban, ông viện trưởng Viện Kiểm sát, ông Tòa án Nhân dân là phó ban hoặc là thành viên, thì vô tình chúng ta đã làm một cái việc là làm mất cái tính độc lập của các cơ quan tư pháp trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng. Và điều này có khả năng gây nên tình trạng cát cứ khép kín trong vấn đề phòng chống tham nhũng ở các địa phương, mà bài học mới đây nhất chúng ta đã nhìn thấy đó là tình trạng ở Đồ Sơn, khi mà các cơ quan chính quyền là can thiệp vào việc của tòa án làm cho các bản án bị méo mó đi. Cái nữa là theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là Ủy ban là phòng chống tham nhũng ở địa phương thì không có cái vai trò là chỉ đạo theo cái kiểu mà can thiệp, mà chỉ có là đôn đốc, là nhắc nhở, là phối hợp. Nếu mà nó không mang cái quyền năng nhà nước thì cái ban chỉ đạo này cũng không nhất thiết được thành lập theo luật. Tức là ông chủ tịch có thể thành lập được các cái ban tham mưu cho mình mà không cần phải có luật định như các hiện nay. Kế tiếp là điều 74. Điều 74 thì luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội đã sửa rồi. Chúng ta đã giao nhiệm vụ này cho Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chứ không nhất thiết phải sửa luật chống tham nhũng ở đây. Thì căn cứ vào hai cái lập luận ở trên, tôi thấy rằng mặc dù Quốc hội đã thông qua chương trình là sẽ sửa đổi, nhưng mà cũng như các kỳ họp trước đây, nếu như việc sửa đổi đó chưa chín mùi, nếu như cơ quan tham mưu chuẩn bị mà chưa thật tốt, thì chúng ta vẫn có thể gác lại tới kỳ sau. Tôi xin hết ý kiến đó. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Trần Văn Kiệt, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa Quốc hội, tôi rất đồng tình với Quốc hội sửa điều 73, 74 của luật phòng chống tham nhũng. Nhưng ở đây bản thân chưa an tâm. Bởi mấy lẽ như sao? Vì luật khi có hiệu lực đó phải đi vào cuộc sống. Vì tôi biết là luật này mới ra đời và có hiệu lực tháng 7 năm 2006. Đến nay vỏn vẹn khoảng một năm. Nhưng chúng ta tiếp tục sửa nữa. Mà sửa đây, luật này có đi vào cuộc sống hay không? Hay là một hình thức mới? Bởi vì luật khi ra đời phải thực sự đi vào cuộc sống. Người dân tin tưởng. Nhưng chúng ta sửa đi, sửa lại thì cái tình hình tham nhũng vẫn tiếp tục và tiếp tục mãi. Do tôi đề nghị Quốc hội, nếu thấy chúng ta Quốc hội thống nhất thảo luận là thống nhất đi đến cao, cần phải sửa các điều trên mà lực khi ban hành thật sự đi vào cuộc sống thì chúng ta biểu quyết thông qua. Còn nếu chưa chín mùi cũng như đồng chí Tây Ninh đó, thì thôi chúng ta dừng lại. Còn vấn đề thứ hai tôi xin đề nghị, nếu sửa thì tôi đề nghị là cái khoảng 3 điều 73 đó thêm cụ thể chút nữa. Bởi vì cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã có chức rồi, nhưng quyền hạn của họ đến đâu? Cả từ trung ương đến địa phương đã giao chức rồi nhưng không giao gươm thì đúng là khó xử lý ở lĩnh vực này. Tôi đề nghị cái khoảng 3 điều 73 đó cần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo phải được ghi cụ thể trong luật, được Quốc hội thông qua, chứ không phải chính phủ trình ban thường vụ quốc hội biểu quyết, mà phải ghi cụ thể trong luật, được Quốc hội thông qua, chức năng nhiệm vụ của ban chỉ đạo thì nó mới rõ ràng cụ thể, thì cái ban chỉ đạo này mới đủ quyền hạn thực thi nhiệm vụ của mình. Một vấn đề nữa đó, ở lĩnh vực là ai cấp tỉnh, ai làm trưởng ban chỉ đạo này, thì quan điểm tôi thì đề nghị đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân vừa giám sát vừa thực thi nhiệm vụ này. Bởi vì đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân là người đánh vừa thực thi nhiệm vụ, vừa đánh trống, vừa thổi kèn, thì đây là vấn đề thiếu khách quan. Do tôi đề nghị Quốc hội nên xem xét vấn đề này, cân nhắc mà chúng ta sửa luật kỳ này
không thể nào qua năm 2008 chúng ta tiếp tục sửa nữa là nó không hay. Xin cảm ơn hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Danh Út, tỉnh Kiên Giang. Kính thưa Quốc hội, tôi đồng tình cao việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng và nhất trí như giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cũng như dự thảo đã trình bày. Tôi xin đóng góp hai vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất về điều 73. Điều 73 khoảng 1, khoảng 2 thì có nêu bộ phận, thí dụ khoảng 1 thì ban chỉ đạo trung ương có bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách. Còn khoảng 2 điều 73 thì ban chỉ đạo ở địa phương thì có bộ phận giúp việc. Nếu như xem lại cái báo cáo tại đại hội 10 của Đảng thì thành lập các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương địa phương đủ mạnh, có thực quyền, có hiệu quả. Mà nếu ban chỉ đạo cấp tỉnh thành lập mà chỉ có bộ phận giúp việc thì tôi cho rằng là hoạt động có nhiều khó khăn. Mà thường ở địa phương hiện nay có rất nhiều ban chỉ đạo mà ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm thì hiệu quả không cao. Do đó cho nên khoảng 2 của điều 73 xin đề nghị ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh có bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách, như vậy mới đủ sức thực hiện phòng chống tham nhũng. Vấn đề thứ hai, tại khoảng 4 điều 74 trong dự thảo ghi là đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn giám sát. Nếu ghi như thế này thì ở địa phương á, thì hoạt động giám sát theo luật quy định á, thì Hội đồng dân thường trực các ban và đại biểu Hội đồng dân, mà ở trong này luật ghi chỉ ghi đại biểu, do đó cho nên xin bổ sung là đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân và đại biểu Hội đồng dân. Như vậy thì ở địa phương có điều kiện giám sát cái luật này. Xin hết. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Lân Dũng, tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa Quốc hội, kính thưa đoàn chủ tịch, tôi xin phát biểu về hai điều 73 và 74. Tôi đồng ý với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng năm 2005 và cũng rất thông cảm với các đại biểu Quốc hội trong ý kiến phát biểu trước tôi là mong muốn sau khi chúng ta sửa đổi xong thì luật nó đi vào cuộc sống có hiệu quả, bởi vì nhân dân rất mong đợi luật phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Cho nên về điều 73, tôi nghĩ rằng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng không nên giao phó cho tổ chức đảng, bởi vì các nghị quyết của đảng đã nhiều lần khẳng định đảng lãnh đạo nhà nước, nhưng tôn trọng nhà nước, tôn trọng pháp luật do nhà nước ban hành, và cũng không nên lo là các tổ chức chính quyền không có gươm, bởi vì tôi nghĩ rằng là các tổ chức chính quyền đầy đủ quyền lực và đầy đủ năng lực để mà làm cái việc phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó thì cái điều giám sát là điều 74 là vô cùng quan trọng. Tôi nhận thấy công tác giám sát hoàn toàn chỉ mới nêu lên giao cho các đại biểu dân cử, các cơ quan dân cử. Tuy nhiên, theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì người giám sát tốt nhất trực tiếp là quần chúng nhân dân. Người nhiều lần nói rằng nhân dân có hàng chục triệu tai, hàng chục triệu mắt. Nhân dân thấy rất rõ mọi điều. Người còn nói là nhân dân có như những ngọn đèn pha chiếu rọi khắp nơi và không điều gì mà nhân dân không biết. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy vừa qua Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có một việc rất tốt là có một cái trang web www.vksngorg.vn. Qua đó có một mục là nhân dân có toàn quyền gửi ý kiến cá nhân mình để tố cáo mọi hành vi tham nhũng, mọi hành vi đi ngược lại với quyền lợi của nhân dân. Tôi chỉ muốn luật hóa cái việc là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải được trả lời những ý kiến đó của từng người dân sau khi đã xem xét, đã được cân nhắc, đã được điều tra, đã được thẩm định thì phải trả lời. Nếu không, người ta gửi ý kiến đến không trả lời gì cả thì cái việc giám sát của dân chả có tác dụng gì cả. Và nếu như thực hiện được điều này một cách luật hóa thì tôi tin đây là cái giám sát tốt nhất, thiết thực nhất, hiệu quả nhất. Tôi muốn luật hóa việc trả lời ý kiến của nhân dân. Ví dụ
như trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Xin cảm ơn Quốc hội.